Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua SGL Carbon, một dòng xe đạp full carbon toàn phần từ khung rồi cặp vành cao bản đó, cũng là full carbon toàn phần, và một chiếc xe mang cái cấu hình cực kỳ là chất lượng. Trong cái tầm giá đang bán thì có là 20 triệu 800, đó, 20 triệu 800 cho một chiếc xe đạp khung sườn là carbon, và nó là một đây chữ tập lỗi carbon đây, và nó là made by ZGL đây, một cái đơn vị thuộc phân khúc chính hãng, và thương hiệu ZGL đây nó chuyên sản xuất những chiếc xe đạp carbon không làm khung nhôm, rất là nổi tiếng trên thế giới, và là một cái đơn vị sản xuất khung carbon cực kỳ là chất lượng. Và khung xe đây các bác có thể nhìn thấy cái dòng chữ L ISO 4210, tức là nó đã được qua một cái thẩm định, chiếc xe được qua thẩm định về một cái ISO này, nó là một cái tiêu chuẩn hóa quốc tế. Đấy, thì là nó đã qua thẩm định về mặt kỹ thuật và mặt an toàn hay là tư thế ngồi, tất cả mọi thứ đã được qua kiểm duyệt hết, thì nó đạt được đạt chuẩn cái ISO 4210 này. Đây, đây là các bác yên tâm về cái chất lượng của khung xe hay là về tất cả những cái thông số kỹ thuật của xe. Ngoài ra thì xe được sử dụng bộ lốp chuyển động Shimano 105, đây là dòng 5811 lít và hai tầng đĩa. Đây, hai tầng đĩa, một bộ chuyển động rất là chất lượng của dòng Shimano và xe đua. Và đây là đùi đĩa trục rỗng đến từ thương hiệu Brewell. Và một cái rất là ngon nữa trên chiếc xe đó là cặp vành, thì chiếc xe trang bị cặp vành carbon cao bản của Mavic. Đây là cặp vành Cosmic, các bác mà chơi xe thì rất là quen thuộc với cặp vành này rồi, một cặp vành rất là chất lượng, cái giá thành cũng rất là cao các bác nhé, giá thành của chiếc xe cũng rất là, và cặp vành rất là đắt đỏ. Đấy, thì cũng được bê nguyên vào và trang bị lên chiếc xe. Máy Novatec đi vòng cuối lỗ. Vòng cuối lỗ. Cọc yên. Cọc yên rồi vi đông. Vi đông carbon có cái số tăng này, nó là nhôm. Có cái số tăng này là nhôm nhưng mà nó là zin nguyên bản các bác nhé. Đấy, các bác. Cái này đem cuốn cái giá nó che mất cái chữ rồi, nó là zin theo xe, thì cái này là nhôm, còn toàn bộ nó là carbon hết. Bộ ghi đông dẹp, ghi đông dẹp và tay lắp sử dụng trên chiếc xe là bộ 105 Shimano 105 giờ 5800. Thì với cái giá bán rất là hợp lý, cái lần 20 triệu 800 cho một chiếc xe đạp mà đáp ứng đủ các nhu cầu về chất lượng cho những cái bác mà đang muốn nâng cấp lên những cái dòng xe nó ngon, carbon ngon này, là chơi xe này quá là hợp lý rồi. Khung sườn là tốt, khung sườn của ZGL thì rất là tốt rồi, vành thì đây là vành Mavic rất là đẳng cấp, và bộ chuyển động Shimano 105 thì có giá là 20 triệu 800. Và dám sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe mà em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 50 cm.
khóa yên tới tâm của cốt cũng là 50 cm, thì xe phải có khi từ khoảng 1m6667 đến khoảng 1m677 khi phù hợp. Bộ chuyển động full Shimano 105 với 11 tầng lip và 2 tầng đĩa, cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động kia, như các bác nhìn trên hình, cực kỳ là một mà lên xuống nhẹ nhàng êm ái. Và chiếc xe đang được bán với năm mức giá thì có là 20.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác hãy đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.